Thưa toàn thể quý vị các bạn, Tranh Minh Châu chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn đôi tranh về ý nghĩa về cha mẹ với câu thơ ở chữ bên cha đây là gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, đúng không ạ? Và bên này là đi khắp thế gian thì không ai khổ bằng mẹ. Một bức tranh rất là ý nghĩa, rất là nhiều người ưa chuộng, chúng tôi bán chạy nhất trong mọi năm luôn. Cái độ kênh bong thì tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Kênh bong nhìn như gắn vào, đúng không ạ? Còn chim bay ra khỏi tấm tranh luôn, quý vị thấy không ạ? Và những con bướm cũng vậy, bay ra khỏi tấm tranh luôn. Những cái mây này, cành hoa, cành tùng rất là mềm mại và điêu luyện, đúng không ạ? Nhìn chiều nào cũng đẹp, vừa ý nghĩa vừa đẹp. Không có lý do gì mà quý vị không mua treo ở nhà, đúng không ạ? Rất là sang trọng luôn, đẹp, độc đáo. Treo ở phòng khách cũng được, mà treo ở phòng thờ cũng được, đều ý nghĩa cả, đúng không ạ? Đấy. Thay vì treo hai cái câu đối ở bên bàn thờ thì chúng ta treo hai tấm tranh này cũng vẫn rất là tuyệt vời, rất là đẹp, sang trọng, ý nghĩa về cha về mẹ. Kích thước của chúng tôi là ngang 37 và cao 1m17 dày 5 phân, bằng chất liệu gỗ là hương đá của Nam Phi và chọn gỗ chọn vân lành đẹp độc đáo. Chúng tôi sẽ quay một lượt chậm rãi từ trên dưới cho quý vị cùng ngắm, đúng không ạ? Được đường nét đục chạm cực kỳ sắc nét, tinh tế mềm mại. Bền thì muôn thuở luôn, quý vị mua một lần thì để cho con cho cháu để dùng luôn. Gỗ là hương đá của Nam Phi quý vị nhé, chọn lọc lõi không tỉ vết, đẹp và bền. Cái cảnh thì đầy đủ luôn, bốn mùa tùng cúc trúc mai, đúng không ạ? Tùng cúc trúc mai đầy đủ luôn, đầy đủ bốn mùa tùng cúc trúc mai. Địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và số điện thoại là 0975940966. Quý vị có thể về trực tiếp để tham quan mua sắm hoặc xem kỹ video hoặc kết bạn Zalo của chúng tôi. Chúng tôi ship hàng toàn quốc, ship hàng là toàn quốc quý vị nhé. Quý vị chỉ cần ngồi ở nhà gọi điện cho chúng tôi là chúng tôi sẽ mang hàng tới tận nơi cho quý vị kiểm tra và thanh toán. Hàng đảm bảo, người thật việc thật luôn. Hàng xịn, chất lượng. Mua một lần là sẽ nhớ mãi cửa hàng của chúng tôi luôn. Quý vị nhớ đăng ký kênh và bấm vào nút chuông theo dõi để được theo dõi nhiều các tác phẩm độc đáo tiếp theo của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.